Li Wuxi, gia đình thú cưng. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tham quan ngôi làng Li Wuxi nha. Đây là nhà giữ trẻ. Wow, có đầy đủ tất cả đồ dùng để các bạn thú cưng có thể vừa học vừa vui chơi thoải mái. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến cửa hàng kem để thưởng thức ly kem mát lạnh nào. Giờ thì chúng mình sẽ ghé vào tiệm làm tóc để xem các bạn thú chăm sóc mái tóc như thế nào nha. Khuyến mãi hấp dẫn mùa 1 tháng 6 tặng ngay một bạn đặc dễ cực đáng yêu khi mua bộ cửa hàng của Li Wuxi trị giá 519.000 đồng.